lần sau em đi mấy show đó anh vô đi bảo vệ em thôi, còn anh đeo tai phone chứ nhạc gì đâu kỳ cục như gì. Thằng đạt cài nắc gì đó, cái gì kỳ cục, cái gì mẹ anh thường mắng là thường gốc cuộc mắng cái gì. Ôi đó, mẹ anh có mắng anh vậy đâu. Em mặc kệ anh á, đối với em á hip hop là never die, còn đối với anh hả hip hop là sai. Anh ghét cái nhạc rap cực kỳ ghét kinh khủng khiếp. Nghe không?